Xin chào mọi người, ngày hôm nay là ngày chủ nhật cho nên là cho bọn chó ở nhà ăn sớm. Hôm nay sẽ nói với mọi người về cái việc bổ sung cái canxi cho chó bầu cũng như là cái chế độ ăn hàng ngày của cha. Ok, video xong ngày ngồi đây này. Rồi thì hôm nay là có một cái cách chia này. Đây là mấy đứa của cha nhà mình. Đây là bác nước lọc thôi, xin lỗi nói đi. À, cho ăn hạt là phải có nước. Nào, siêu hô xích nào. Đây, còn một cái phần này để cho cái phần gốc này. Thì vỏ hộp chibi này, đây là hạt nhá. Hạt đồ ăn của nó, cái vỏ hộp chibi này nó còn có một cái tác dụng khác. Là mọi người có thể dùng nó để làm cái đồ múc hạt. Một cái bằng miệng như thế này là nó vừa tròn bốn lại. Ok, chính một tí bột bốn lạng hạt nhé. Bốn lạng này là sẽ dành cho nó suy. Maxi bắt đầu vào chế độ ăn bầu rồi. Vơi đi một tí thì nó sẽ là khoảng tầm 3 lạng. Ngày ăn 2 bữa nhá. Như ở nhà chó nhà mình là ngày ăn 2 bữa. Này là khoảng tầm 3 lạng Maxi ra đây. 3 lạng này. Không sai đâu, mọi người cứ đong thử xem. Đây nha, còn cái phần này nó sẽ là hơn 4 lạng này. Được nào. Bởi vì múc sẵn đong với chúng nó rồi. Dành cho Nina và Jumi. Hai đứa nó sẽ được đảo chung. Đấy, một cái cống này bằng miệng là tròn bốn lạng. Đấy, mọi người cứ nhớ là như thế. Đây. Rồi. Cho thêm một tí này. Cho thêm một tí này. Và xin nằm xuống chờ đây. Đây, bây giờ mới đến cái phần bổ sung, phần chính. Messi ra đây nào. Nằm xuống đây. Nằm xuống. Nằm xuống đi. Cái hộp này thì sắp hết rồi. Đây, phần ăn của bà bầu đây. Cũng một thìa bình thường. Nina, cho thêm Nina thêm một chút. Cái nano này nhá, cái canxi này nhá. Cái cách bầu, cái cách bù canxi cho các con chó nuôi con tốt nhất ấy, là mọi người sẽ bù trước khi phối giống. Còn Messi là bây giờ phối giống rồi đúng không? Mấy hôm trước là đều là cho trong khẩu phần ăn đều cho Messi ăn. Nhưng bây giờ phối giống rồi là sẽ không cho Messi cái canxi này nữa. Giai đoạn 50 ngày đầu của cái phát triển thai là sẽ để cho con mẹ nó tự nuôi thai. Còn Siro đây, Siro vẫn được bù. Ok, Pila bình thường cũng vẫn được bù. Vậy là bà già tăng cái canxi cho bà già. Còn đây là Nina, một bữa của Nina đấy. Nina là một ngày 5 viên. Đấy thì mọi người lưu ý là với cái con bầu này mình bổ sung vừa phối xong này sẽ bổ sung chibi thôi.
còn nano là bổ sung lúc trước và chờ đến khi nào nó bầu 50 ngày lúc đấy mới bổ sung. Chờ nó 50 ngày là bổ sung, lúc đấy bổ sung 2 viên chứ không bổ sung 1 viên đâu. Còn nếu mà cái trường hợp cái con chó của mọi người mà nó ăn nó không được bổ sung lúc trước thì lúc bầu mọi người có thể bổ sung. Nhưng mà tốt nhất là nên bổ sung từ trước khi phối. Trước khi phối là bổ sung và bầu thì cho nó nghỉ. Bầu 50 ngày mới bổ sung canxi thì nó sẽ giúp cho cái con chó con nó phát triển, cái thai nó phát triển được tốt nhất, kích thích cả cái thai phát triển và cả con chó mẹ nữa. Đây của Nina đây. Nha, xích đây. Đấy, của Nina. Rồi. Canxi. Rồi, Nina. Rồi, Siro. Không, Nina ăn phần của Nina đi. Yumi. Mi. Con ăn sớm. Đây nhá. Cái lọ này 4 lạng. Dùng để đâm hạt luôn được đấy. Mì ăn đi. Mì chê kìa. Rồi, đây để cho mọi người xem một cái bữa ăn của chúng nó thời gian nó bao lâu. Hôm nay là cho ăn sớm. Hôm nay là cho ăn sớm hơn so với lại bình thường. Bởi vì là hôm nay chủ nhật. Chủ ở nhà thì cho nó ăn sớm hơn và cũng là cho ăn sớm hơn để trời nó còn sáng để có thể quay video để mọi người có thể nhìn nó rõ hơn được. Chứ bình thường toàn quay thiếu sáng thôi. Đây, vẫn còn đang nắng đây này. Yumi chê hả Yumi ơi? Mi ăn đi. Đấy là cái phần ăn của cái con chó bầu đấy mọi người. Mọi người chúng ta lưu ý nha, mọi người chúng ta lưu ý là chúng ta sẽ nên bù cho cái con chó bầu cái canxi này, chúng ta sẽ nên bù ở cái giai đoạn trước phối. Cái cách bù canxi tốt nhất cho con chó bầu là chúng ta sẽ bù ở giai đoạn trước phối. Và khi phối rồi thì trong 50 ngày đầu của cái quá trình mang thai của nó, chúng ta sẽ không bù canxi, chúng ta chỉ bù chibi thôi. Bởi vì cái chibi thì là nó tăng cái vừa cung cấp cái dinh dưỡng mà nó vừa tăng cái khả năng hấp thu, thì nó bổ sung quanh năm với một lượng vừa phải. Chứ nếu mà bổ sung mà nhiều quá thì cái thai nó cũng to quá, đến lúc mà nó đẻ nó sẽ khó đẻ. Còn cái canxi nano ấy thì là chúng ta sẽ bổ sung là trước cái đợt phối giống. Phối giống xong rồi thì 50 ngày đầu chúng ta sẽ không có bổ sung. Và sau khi nó bầu 50 ngày thì chúng ta sẽ bổ sung từ đấy cho đến hết cái quá trình nuôi con của nó. Và như ở trại nhà mình thì mình sẽ bổ sung cho đến cái lần lấy giống tiếp theo. Trong quá trình nuôi con sẽ được bổ sung nhiều hơn. Bởi vì là cái con chó con nó bú sữa mà, thì con chó mẹ sẽ được bổ sung cái canxi nhiều hơn. Sau đấy thì sẽ quay về cái chế độ bổ sung bình thường, một ngày một viên hoặc hai viên cho con chó mẹ sau cái quá trình nuôi con. Còn phối bầu rồi thì là sẽ nghỉ cho đến chờ đến 50 ngày. Mọi người lưu ý nhé, đấy là cái cách bổ sung tốt nhất. Siro ăn xong rồi, Siro ra đây. Nhặt hạt rơi vãi đi. Mi không ăn không? Mi ăn đi. Mi không ăn lại cho em Siro ăn này. Siro ăn xong rồi thì chờ đi. Chờ mấy đứa còn lại ăn đi. Ngồi đi chờ. Đứa nào mà ăn thừa thì sẽ cho Siro cái đĩa. Đây nè, của Siro cũng còn một hạt đây này. Rồi. Yumi nghe chừng ăn nghe chừng vất vả nhỉ. Ok, cho Siro đấy. Mi đấy, Mi ăn đi. Mi mà không ăn nữa là cho em Siro tiếp. Đây này, cái phần ăn của Nina mọi người nhìn này. Cho Nina 3 viên nhá. Thì Nina ăn mới ăn được 1 viên, vỡ 1 viên rồi này.
một viên nano bị vỡ này. Mà vỡ vậy là nó sẽ giảm đi cái hiệu quả của nó đấy. Nó phải còn nguyên viên thì mới là tốt. Bởi vì khi mà vỡ như thế là nó sẽ dịch dạ dày vào trong dạ dày, là nó dịch dạ dày nó sẽ làm giảm bớt cái tác dụng đi. Hiểu đơn giản nó là như vậy. Cái này là nó phải vào trong ruột là siro yumi được phần của con để con ăn. Đây này, muốn chắc mọi người muốn cho nó chắc ăn, nó sẽ ăn được cái viên canxi thì nên cầm vào tay như thế này. Đây. Đây. Nina. Đấy. Rồi, vào một chỗ này. Nên cho nó ăn như thế ngay từ đầu. Cầm ở trên tay lẫn đồ ăn với lại viên canxi thì nó sẽ ăn, ban đầu nó sẽ ăn nhanh, về sau khi mà nó gần đủ rồi nó sẽ ăn chậm lại. Chờ, đang chờ em xem em có thừa không. Em ăn thì em sẽ không thừa đâu, chỉ có điều là